Sự thật chưa kể về chương trình săn UFO 22 triệu đô của Mỹ. Sau nhiều năm bảo mật thông tin, vào ngày 17 tháng 12 năm 2017, Bộ Quốc phòng Mỹ lần đầu thừa nhận đã thực hiện chương trình nghiên cứu UFO. Cụ thể, Bộ Quốc phòng Mỹ thông tin về sự tồn tại của chương trình bí mật mang tên Chương trình xác định các mối đe dọa từ không gian do một văn phòng bí mật của Bộ Quốc phòng Mỹ điều hành từ trụ sở Lầu Năm Góc. Từ năm 2007 đến 2012, một nhóm các nhà nghiên cứu và các chuyên gia tham gia. Chương trình xác định các mối đe dọa từ không gian đã xem xét các báo cáo về sự tồn tại của người ngoài hành tinh cũng như những vụ người dân Mỹ khai báo nhìn thấy UFO. 22 triệu đô la Mỹ đến từ cựu thượng nghị sĩ đảng Dân Chủ Harry Reid, người rất say mê UFO đã được cấp cho chương trình bí mật này. Ông Reid thừa nhận nhóm nghiên cứu vẫn chưa tìm thấy bằng chứng thuyết phục nào về sự tồn tại của UFO và người ngoài hành tinh. Nhưng đây không phải là dự án nghiên cứu UFO duy nhất. Năm 1947, Không quân Mỹ đã bắt đầu một loạt các cuộc điều tra liên quan đến hơn 12.000 đối tượng cho rằng họ đã nhìn thấy UFO. Cuộc điều tra này kéo dài cho đến tận năm 1969. Sau nhiều năm nghiên cứu, hầu hết các vụ việc báo cáo nhìn thấy UFO đều được xác định là các ngôi sao, đám mây, máy bay dân sự hoặc máy bay trinh sát. Dù vậy, khoảng 700 trường hợp nhìn thấy vật thể bí ẩn cho đến nay vẫn chưa có lời giải thích thỏa đáng.